đầu vậy á. Cô gái mới ra bán hàng lần đầu tiên, cả nhà nhớ công tác là like dùm cho cô gái nha. Rồi vô ly xếp vàng nha, xếp vàng chứ ly là mã xếp vàng dùm em ha, xếp vàng dùm bé ly. Rồi cái này là một cái áo cổ đổ nha chị em mình ơi, áo cổ đổ dày nè đó. Rồi quần nè, chịu nổi không. Rồi cho bé ly là đổ vàng nha, 89.000 chốt đổ vàng dùm em, 89k chốt đổ vàng đó, ăn vàng. À, xếp vàng cho Thanh Thanh nè. Xếp vàng mới lên chú chị Thanh Thanh. Xếp vàng mới lên chú chị Thanh Thanh. Rồi bộ này nha cả nhà ha, đẹp không? Ánh nắng mùa hè lên số điện thoại nè. Rồi mã này comment mã số 15 nha. Mã 15, 99.000 chút mã 15 giùm em nè. Bộ này mặc vô hơi bị phê luôn đỉnh. Rồi, mã 15, 99.000. Đổ vàng là chị Thanh Thuy Trần nè. Màu nu rất là đẹp luôn cả nhà. À, rồi mã này comment cho bé Ly xếp nu. Xếp nu 99 chút xếp nu. À. Rồi xếp nu 99 lên cho bé Ly xếp nu 99 nè. Ánh nắng mùa hè lên số thoại giùm em nha. Xếp nu 99 giùm em nha quý vị. Xếp nu 99 giùm em. Chị sắp mới sắp cũ lên số thoại em đó chị ơi. Mã 15 cho chị Trinh Phan nè. Mã 15 bé Ly chứ chị Trinh Phan. Xếp nu chị Hưng Nhi à. Trời, cái set này đẹp lắm luôn, sale 89 ngàn nha chị em mình. Và cái set này nó có 6 nút như thế này nha. À, nguyên một vàng của nó 6 nút, mấy chị em chưa cài lại nha. Cài lên nó sẽ nổi mấy cái nút rồi lên. Và tay của nó phồng nè. Comment cho bé Ly là mã dễ thương 89 ngàn hết nha. Dễ thương 89 ngàn, chúc mã dễ thương dùm bé Ly quần và áo nữa nha. Nha. Rồi cho bé Ly là dễ thương 89 nha. Dễ thương 89 giúp em. Rồi giúp Bailey là mã dễ thương 89.000. Dễ thương, dễ mến. Rồi dễ thương 89 đây nè. Dễ thương 89 nha. Rồi giúp Bailey là mã dễ thương 89.000 giúp Ly. Mọi người nhìn cái nút nè, hộp nè. Đẹp quá. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Rồi cho Bailey là mã dễ thương 89.000 chút dễ thương giúp em nha cả nhà. Cơm. Đẹp lắm luôn á nha. Rồi cho Bailey là dễ thương 89.000 cho Bailey. Cái gì à? Cái gì? Không, dễ thương, dễ thương, dễ thương. Dễ thương 89. Cái đen là gì? Cái đen là nó dễ thương đó. Dễ thương 89 ngày mãi dễ thương. Dễ thương là chị Vi Đỗ Kiều ạ. À. Nhã Kỳ ơi, lên số điện thoại là được chốt hàng nha, Nhã Kỳ ơi. Lên số điện thoại nha. Lên số điện thoại. Không có số điện thoại. Đây cái này. Dễ thương cho Thảo Ly à. Dễ thương không chút gì. Dễ thương cho Phạm Chỉnh. Phạm Chỉnh. Thấy em nha Phương Hằng ơi, thấy em nha. Thấy chị nha Ngọc Sương Trần ơi. Ờ, cái set này nè, đúng bài luôn á, đúng sang luôn cả nhà ơi. Mặc lệch gì nè. Rồi mã này comment cho Billy là mã sang nha. Chú Billy sang 99.000 chút sang giùm em ha. Mua không được bà Điệu ơi. Rồi mã này comment cho bé Ly ha mà chị. Sao mua không được vậy chị nha. Rồi mã này comment cho bé Ly là mã gì ta, xếp sang chị Thảo Hoa Trương à. Sang chứ chị Thoa Trương. Chị ơi, mã hàng kèm giá tiền kèm số điện thoại một dòng giùm em nha. Nhớ kèm theo số điện thoại giùm bé Ly nha cả nhà. Nhớ kèm theo số điện thoại giùm bé Ly. Sang chị Thoa Trương à. Rồi mã này comment cho bé Ly là mã dập Ly nha mọi người ơi. Rồi chốt bé Ly là mã dập ly thôi nha, 99.000 chốt dập ly giùm em. 99k cho bé Ly là mã dập ly 99 ha. Dập ly 99 giúp bé Ly. Cả nhà nhớ tương tác bài like và chia sẻ bài like giúp em nha mọi người ơi. Rồi mã này comment cho bé Ly là mã số 10 nè. Comment mã 10 nha. Mã 10. Mã 10 này 55 56 con đổ về nha. Chốt mà đi. Tại nó có lưng thùng. Rồi cho Ly là mã 10 nha. Dập ly cho Ngọc Sương Trần nè. 99.000 mã 10, mã dễ thương. Dập ly còn nhiều không? Mã dễ thương này. Không. Không. Linh ơi. Rồi mã 10.
Rồi cho Billy mã 10 nha cả nhà nhớ. Giúp Billy là mã 10. Mã 10 cho chị Nguyễn Hoài Bảo à. Chị Nguyễn Hoài Bảo mã 10 cả nhà nhìn nè. Cái này mặc bên vai gì mà bên ấy ha. Rồi mấy chị đóng thùng lại giùm em. Eo 73. Eo 73 đổ về ha. Eo 72 73 đổ về comment sang. Rồi mã 10 cho chị Ngọc Hạnh Nguyên à. Sang hồng 99. Sang hồng 99. Mã 10 cho chị Phương Nguyên. Mã 10 cho chị Lê Tuyền. Mã 10 cho Trang Trần. Rồi mã này comment cho Billy sang xanh. Mã 10 cho Phương Linh. Cho Billy là sang xanh luôn giùm em nha. Mã 10 cho chị Kiều Thị Lê. Sang hồng sang xanh giùm em. Mã 10 cho Thư Lê. Mấy chị khách mới khách cũ chịu khó giùm em bữa like hôm nay. Mã 10 cho Hằng Lương. Hôm nay đa số em like Hằng cũ. Nên là mọi người thông cảm nha, chừng nào có nhiều khách mà khách. Mã 10 cho Phượng Thúy. Nhiều khách cũ mà biết trang của em rồi á, cầm khoảng đợi em vài ngày đi em sẽ like hàng mới nha cả nhà hả. Cố gắng lên giùm em nha. Thấy chưa? Thì là like hàng này lẻ cho cả nhà ha. Rồi mã này comment cho Billy là mã gì ta? Comment cho Billy là mã zigzag nè. À thôi mã xoắn hay mã gì? Comment cho Billy là mã số 20 đi. 99.000 comment mã 20 99 ra. Comment 20 rồi kèm theo số 99.000 nha cả nhà. Và chị nào khách mới lần không phải khách mới. Khách nào mà chưa từng cho số điện thoại bên trang bay này thì cho lại giùm em. Nha. Sang hồng cho chị Quỳnh Jelly à. Bên trang bay này chị nào chưa cho số điện thoại thì hãy cho lại giùm em nha. Rồi cho ly mã số. Sang xanh cho chị Ánh Nắng Mùa Hè. Này nè, số mã số 20. Mã 20. Rồi. Giống mã 20 nhưng mà màu khác, khác màu nè, quần vẫn màu đen luôn. Hay nè ha. Rồi cho ly mã 21. Comment cho ly là mã 21 nha. Mã 21 99 nha. 21. Rồi cho Ly làm mã 21 đó cơ. 20 và 21 nha. 20 màu đen. Mã 20 chị Hương Nhi à. 20 màu đen. 21 màu nâu. Mã 10 cho Phượng Thúy rồi nha. Rồi mã này comment cho Ly là mã gì ta? Riu nha. Mã riu nha, rất là sang. Đẹp không? Quần dài ống rộng. Rồi cho Ly là 21 cho chị Thanh Thi Trần à. 21 cho chị Thanh Thi Trần. Rồi mã này comment cho Ly là mã set riu nha cả nhà. 99.000 cả nhà. 99.000 chốt set riu. 99.000 chốt set riu. Cái zoom này hơi bị sang luôn nha. Người lo màu nè. Trời ơi đẹp lắm. Màu đẹp lắm luôn. Rồi cho Billy là zoom nha. Zoom loan nha. 99.000 chốt zoom loan đẹp cực kỳ. Zoom loan 99.000. Cả nhà nhớ share livestream giùm em nha mấy chế. Chịu khó nha. Tại vì ngày đầu tiên em like cái trang bay mới hoàn toàn. Mới hoàn toàn. Hồng Linh ơi, lên số thoại Hồng Linh ơi. Chưa có hoạt động bên trang mới lần nào luôn, lần đầu tiên, ngày đầu tiên và bữa like đầu tiên like trang mới. Nên là cả nhà cố gắng tương tác và chia sẻ giùm em nha cả nhà nho nha. Để cho nhiều người riêu cho chị Nguyễn My à. Người ta biết được cái Facebook này, còn Facebook kia nó mắt trắng luôn cả nhà. Facebook cho San San Châu nè. Facebook kia em bị mắt trắng luôn. Rồi cho Billy là cam đốt nha cả nhà nha. Rồi cho Billy là cam đốt 99.000 chốt cam đốt giùm em nè. Lon cho San San Châu nè. Lon cho Billy chứ chị San San Châu. Rồi mã này comment cho Billy là mã tinh khôi nha. Comment cho Billy là mã tinh khôi quần nè. Trời ơi cái set này bữa hôm trời ơi set linen đó cả nhà ơi. Rồi comment linen trắng đi 99 luôn. Chơi luôn. Chơi luôn cho mấy bà chơi bức răng còn loại gì nữa. Chơi bức răng bữa nay. Rồi. Cam đứt cho chị Đỗ Minh Nguyệt ạ. Rồi cho Billy là mã linen trắng linen xanh nha quý vị. Linen trắng và linen xanh. Cam đứt cho Đỗ Minh Nguyệt ạ. Cả nhà cố gắng tương tác bài like giúp em nha. Rồi lên mình trắng lên mình xanh giúp chế. Rồi body đỏ 60 nè. Body đỏ 60 nha, mặt dài qua gói nha cả nhà, mặt dài qua gói như thế này giãn ha. Ha. Rồi cho Billy lên lên mình trắng và xanh giùm em mấy chị ơi. Rồi cho Billy là mã body đỏ 60. Lên mình trắng chị Tuyết Lê nè. Lên mình trắng với Lê chứ chị Tuyết Lê. Lên mình xanh cho Thảo Vy. Đẹp quá. Cái này là dạng như cái Thảo Vy cho lại số thoại Thảo Vy ơi, số thoại bị sai rồi. Cái set baby cục nơ, à baby doll nè. Rồi cho Billy baby nha, 99.000 chốt baby. Màu này màu hồng cam á. Rồi cho Billy là mã baby hồng cam đẹp lắm. Dễ thương lắm. Rồi cho Billy hồng cam. Baby hồng cam. Và baby vàng. Vàng mà cái vàng cái màu vàng của nó cũng khá là sang xinh luôn cả nhà ơi.
Lenin xanh cho da mễ nè. Lenin xanh với Ly chứ chị da mễ. Rồi mã này comment cho với Ly là mã gì ta vàng ta. À, cho Ly là mã baby vàng, baby hồng cam, baby vàng.